Ông ơi, ông sao vậy? Ông có sao không? Ông ơi, lão đôi quá, lại đang mang bệnh nặng, chắc là lão chết mất. Tội nghiệp ông quá. Còn cháu ông đâu? Nhà cửa ông ở đâu? Lão chỉ có một thân một mình, không nơi nương tựa, phải đi ăn xin để sống qua ngày. Giờ bệnh tật như vậy, chắc là lão sống không nổi. Thôi được rồi, ông vô nhà con nghỉ đi. Con ở chỉ có mình à, ông đừng có ngại. Cũng may là hôm nay con có cơm dành đủ cho hai người. Ông vô đó ăn, rồi tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc là khỏe liền à. Đi ông. Khoan đã, nhưng mà lão nói trước, lão không có gì để đền ơn cậu đâu nghe. Ông vui tánh ghê. Con chỉ cần ông khỏe là con mừng rồi. Ở đó mà ơn với nghĩa cái gì. Đi ông. Vậy được. Cơm ngon quá. Dạ. Bọn này cho lão luôn nghe. Ăn hết một tô rồi mà ông chưa no nữa hả? Trời ơi, lão tuy già nhưng mà được cái ăn mạnh lắm. Nhiều đây nhầm nhò gì? Nhưng mà ông thôi được rồi, hiểu mà, không muốn cho ăn thì thôi. Dạ không, ông hiểu lầm con rồi. Con chỉ sợ là ông đang bệnh, lại nhịn đói nhiều ngày, ăn nhiều quá dễ nguy hiểm tới tính mạng. Sắp chết tới nơi rồi mà còn ở đó sợ nguy hiểm, bây giờ có cho hay không? Hay là ông nghỉ chút đi rồi ăn tiếp. Cho hay không nói. Dạ cho. Ông cứ tự nhiên. Lộn xộn quá. Chuyện ăn uống của người ta làm mất ngon hết trơn. Nhà còn gì ăn được không cậu? Trời ơi, ông ăn nhiêu đó mà cũng chưa no nữa hả? Nhà con đâu còn gì ăn đâu. Ủa, vậy cậu nhịn đói hả? Dạ không, con ăn rồi. Hay là giờ ông đi tắm đi. Tắm? Dạ. Tắm là gì? Là tắm đó. Là tắm đó. Nào giờ tao có biết tắm là gì đâu. Hèn gì nhìn ông. Bộ cậu chị ta dơ hả? Dạ không, con nói là vì ông không tắm nên ông mới bệnh vậy đó. Tắm cái nó hết bệnh? Dạ từ từ sẽ hết. Thiệt vậy hả? Dạ. Vụ này hay vậy nghe. Đâu dắt đi tắm thử một cái coi nó ra làm sao. Dạ. Khoan, ông chờ chút. Ông đang bệnh, tắm nước lạnh không được, để con nấu nước nóng cho ông tắm nghe. Ôi trời ơi, cha này lôi thôi quá. Thôi cậu muốn làm gì cậu làm đi, ta đi ngủ. Dạ. Ủa, ông không ngủ nữa sao? Giờ thì ta thức rồi. Vậy con nấu nước cho ông tắm. Nè. Dạ. Nhiều đó làm sao đủ cho ta tắm. Nhưng con chỉ có ấm đất này thôi. Khỏi cái ấm đó,
thì kiếm cái lu thiệt là bự nấu cho ta tắm nguyên cái lu. Ừ. Bỏ nhiều củi vô chứ dạ. Nước lạnh tanh như vậy tắm vô chỉ có nước bị bệnh nặng hơn chứ hết bệnh cái nỗi gì. Bỏ nhiều củi vô hay là cậu tiếc của? Dạ con đốt nhiều lắm rồi ông ơi. Nhiều sao không thấy nó nóng? Dạ con đâu có biết đâu. Dạ lại nước sôi vậy là hết rồi, làm sao nóng hơn được nữa. Chán thiệt. Thôi lâu không có tắm nữa. Đã nói là không chịu tắm rồi mà có bắt tắm cho bằng được à. Có sướng cái gì đâu. Không lẽ lại mặc lại thứ đồ dơ bẩn này. Mà không mặc thì mặc cái gì? Cũng tại cậu hết á. Khi không lại ép lão tắm chi vậy hả? Dạ ông mặc quần áo của con đi, con mới giặt hôm kia còn sạch lắm. Dù sao cũng đỡ hơn mùi của lão. Dạ. À, vậy thì cậu mặc cái gì? Dạ con mặc quần áo của ông. Có được không đó? Dạ được. Cậu không có sợ hôi hả? Dạ dạ đâu có hôi lắm đâu. Vậy là cậu còn ở dơ hơn ta nữa. Dạ. Ơi ông, ông có sao không? Ông hả? Cái chân của ta, cái chân đau, bỏ chân ta ra. Ông sao rồi? Hả? Ủa, ông kiếm gì vậy? Ta mắc tiểu. Qua đây. Chi vậy ông? Cổng ta ra ngoài đi tiểu. Sao ông không tự đi? Ta có thói quen. Hãy ngủ đâu á là tiểu chỗ đó. Mà nếu cậu không chịu thì ta tiểu đại đây vậy. Ê, ê, khoan 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 khoan. Con có chỗ này để ngủ à. Để cổng ông đi nha. Dạ. Ông khỏe chưa? Ta có bệnh hoạn gì đâu mà khỏe chứ mệt. Ông nói vậy nghĩa là sao? Rồi cậu sẽ biết. Nè. Dạ. Sao không chịu tháo dỡ nhà cửa? Ủa? Sao không biết chuyện này? Chuyện gì mà lão không biết? Đáng lẽ là con phải dọn đi từ sớm. Nhưng tại con thấy ông ngủ sai quá. Nè, bộ đồ của lão có hồi hãm lắm không? Hửi riết rồi quen, cũng không hôi lắm. Nè, sáng dạ. Nay chỉ có uống nước khang thôi chứ không được ăn hả? Thú thật với ông, nhà con không còn gì á. Thôi, lão hỏi vậy thôi, chứ lão biết hết rồi. Nè. Dạ. Bây giờ cậu chạy vô trong nhà, mang ra đây một cái chậu và một cái chai. Ra đây. Chi gì ông? Ta biểu thì đi đi. Đi, lộn xộn hoài. Nhanh dạ. Lên. Mm.
Dạ đây, thưa ông. Ê, ông ơi, ông ơi, ông đau. Ông làm gì vậy? Ông sao? Nè, cậu cầm cái chai này, đứng lên. Tao bảo đứng lên mà. Dạ. Bây giờ cậu đánh lão, muốn đánh chỗ nào cũng được, đánh cho tới khi nào lão khóc thì thôi. Đánh. Cầm cái chai này. Ờ. Đánh ông khóc. Ờ. Ông giỡn vui quá à. Đánh à, đánh ông hả? Ờ, đánh. À, vào khoan khoan. Lão sợ nhìn thấy cái cảnh này lắm. Rồi chưa? Chuẩn bị ngang. Đánh. Con không dám đâu. Gì kì vậy? Con này lôi thôi quá. Thôi, tránh ra đi. Ông đừng có giỡn nữa. Tránh ra. Ông giỡn dai quá à. Cậu không đánh, lão tự đánh. Ông ơi, chỉ có điều hơi rung chút xíu thôi. Ông ơi, ông đừng có giỡn nữa mà. Ông ơi, ông đừng có giỡn nữa. À, đừng có đánh nữa mà. Ông ơi, cái chân. Ông ơi, bơ người ta, cứu người. Bơ người ta, cứu người. Ông ơi, sao lại như vậy? Ông đi rồi hả? Trời, ông ơi, ông đừng có làm như vậy mà. Ông ơi, trời. Ông ơi, ông đi rồi hả? Trời. Lâu ngày khóc một trận quá đã. Nè cậu, cái này tôi trả ơn cho cậu đó. Hôm nay trời nắng trong phát trái bừng bừng à. Trái tốt thì thường. Dao cạo với dao đầu. Tại sao chú còn ở đây? Cho nên vợ chồng tôi mới tới đây giúp chú giải quyết vấn đề này cho lẹ nè. Thương tình giữa anh em ruột thịt, vợ chồng tôi có tính không tốt đâu. Còn bây giờ hả, chú ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Chú nghe chị chú nói gì không? Dạ em nghe. Nghe sao còn đứng đây? Dạ em đi liền. Cái thứ gì mà đây lỡ mà. Nhanh lên. Giống gì thế này? Như trước khi đi, em xin anh chị nhận giùm em chút quà bọn này để tỏ lòng biết ơn. Còn anh chị đốt nhà giùm em. Dạ. Chú lấy vàng ở đâu vậy? Muốn mặn mài cho. Đừng có bị cái chuyện nghe chưa. Chú đào được trên miếng đất này phải không? Em nói thiệt mà. Chuyện là vậy nè. Thiệt là khổ quá. Tưởng đâu được nghỉ một bữa cho nó khỏe. Ai dè. Thôi, coi như mình bố thí gói cơm đó cho người ta vậy. Ông tức giận chi cho mệt. Ông đâu có tức. Ông tức là vì không bắt được cái kẻ ăn cắp cơm đó thôi. Vậy ông muốn tìm kẻ đó để làm gì? À, thì để nện cho nó một trận chứ còn để làm cái gì nữa. Vậy mà ông nói là ông không có tức. Chắc là họ đói quá nên họ làm liều đó mà. Ông ơi, ông tha cho họ đi. Thì ông nói bậy bạ vậy nghe cho nó vui vậy thôi chứ. Thiệt ra ông tức chỉ bằng cái chuyện còn còn đó. Thôi, ông đi xin đây. Ông ơi ông, khoan đã ông. Gì nữa? Ông ơi, ông cho con đi xin ăn với ông được không ông? Con thấy trong người khỏe lắm rồi. Con còn đang bệnh, phải tịnh dưỡng 10 bữa nữa. Ông, cho con đi đi mà ông. Đi ông. Nè. Ông nói không là không. Đưa đây. Ông. Ở nhà, nhớ sắc thuốc uống cho đều. Nghe rõ chưa? Ông. Đi. Mệt quá tôi đi hết nổi rồi. Mệt cũng phải đi. Đi tới chừng nào tìm được ổng thì thôi. Nhưng biết ổng ở đâu mà tìm? Trời ơi, không biết mới tìm. Chứ biết rồi tới khiêng ổng về.
Đi lòng vòng biết ở đâu mà kiếm ổng. Chắc chắn sẽ gặp mà. Hôm qua ổng ở nhà chú Đinh thì hôm nay ổng lảng vảng ở đâu đây thôi. Trời ơi, thôi vậy người ta chặn đầu ổng ở đây, người ta đón ổng đi. Nói như ông vậy chừng nào mới vào được. Thôi được rồi, ông ngồi đó chờ đi, tôi đi tìm. Mai mốt đừng hòng xin xỏ gì hết á, một cắt tôi cũng cho lại nữa. Ông đi qua lại bà đi lại, xin bà bố thí cho kẻ già nua bệnh tật này. Lại ông đi qua lại bà đi lại, xin hãy bố thí cho kẻ già nua bệnh tật này chén cơm sống qua ngày. Và lại ông bà, xin hãy bố thí cho kẻ già nua bệnh tật này ngàn lần phước đức, vạn lần phước đức à. Đúng là ông rồi, không sai chạy vào đâu được. Cảm ơn bà. Dạ. Ông bà tốt bụng quá. Hết nấu nữa mà. Tôi ăn hết nổi rồi. Tốt lắm. Xin phép ông bà, tôi còn phải đi về nữa. Ê ê ê ê ê. Bộ dạ. Cảm ơn vậy rồi thôi hả? Dạ. Không có gì hết trơn hả? Quên. Quên. Còn mấy cái thức ăn dư này á mà. Nếu ông bà không có phiền á, thì tôi xin phép mang về cho nhỏ cháu nó ăn. Được. Tạm biệt ông bà quá. Ăn nãy giờ nhiều quá trời rồi, rồi bước về nhà nữa ăn sao? Được mà. Cứ thoải mái. Ông bà, thiệt là tốt bụng quá. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới gặp đó. Vợ chồng tôi vốn dĩ xưa nay nó vậy á, muốn xấu á mà không có được. Cảm ơn ông bà. Vợ chồng tôi tốt bụng, luôn từ trong trứng tốt ra. Ông cứ việc đem về cho dòng họ là thổ tiền ông ăn hết đi. Nếu mà thiếu lại đây lấy tiền. Nhiều đây thôi á, cũng đủ cho ông cháu tôi á sắm hơn 10 bữa đó. Rồi, xin phép ông bà, tôi xin kiếu rồi. Ủa? Gì kỳ vậy? Ai biết? Ê, cái bàn! Đứng lại! Lại! Dạ, chỉ vậy ông bà? Ông phải tắm. Tắm? Ừ. Tắm xong đi ngủ. Ngủ? Tắm bằng nước sôi. Nước sôi? Ừ. Ngủ thẳng cẳng một giấc thật dài. Nếu giữa đêm ông mắc tiểu, tôi sẽ cõng ông đi tiểu. Thôi không được đâu. Ê chú sao mà không được mà. Đứng lại Lâm. Bơ người ta. Thôi không được đâu. Thôi không được lại. Đừng có bắt tôi tắm nữa. Thôi mà. Đừng có bắt tôi nữa. Mày chân đây. Leo rồi. Thôi mà. Thua. Thua ai? Thua. Thua mà. Tự động chui vô luôn. Chui vô. Chui vô. Chui. Đừng mà. Đừng có đâu. Không đâu. Buông tôi ra. Nằm xuống. Ngủ. Dậy. Lớn rồi dậy. Dậy. Dậy ngủ rồi. Đêm qua có ngủ được gì đâu. Trời ơi dẹp đi, bố muốn có vàng sao ngủ hoài vậy? Vậy? Vàng hả? Vàng. Ông ăn mày đâu?
Cái bàn dậy dậy. Dạ. Ông ăn rồi á, mời ông uống trà. Dạ. Ông bà làm tôi khó hiểu quá. Dạ. Uống xong rồi ông sẽ hiểu. Dạ. Nóng quá. Bà lẹ lên coi. Bà bẻ lá gì kỳ vậy? Từ. Ông bà làm gì nữa vậy? Tôi không có tắm nữa đâu nghe. Tắm chi nữa? Lại biểu. Vậy ông mang cái lu ra đây làm gì? Thưởng. Thưởng? Tôi cái gì đâu thưởng? Nước mắt. Có gì đâu. Nước mắt của ông. Cái gì? Ông, cái trà dồ này tha hồ đập. Thôi mà. Đập? Đập cái gì? Đập ông chứ đập cái gì? Trời đất. Ồ, ông bà định giết chết tôi ha? Ông là thần tiên sao chết được, giỡn chơi hoài. Nhưng mà tôi có phải thần tiên đâu. Thôi đừng giỡn nữa cha. Tôi đâu có giỡn. Chắc ông bà lầm rồi. Thôi tôi đi về. Đứng lại. À xong. Nè, ông bà làm gì vậy? Tôi không có giận với ông nghe chưa? Bây giờ ông không tự đập ông được phải không? Được rồi, tôi đập ông. Đè ổng xuống. Đè. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Giữ chân ổng. Ông bà làm gì vậy? Xong chưa? Chuẩn bị nha. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Một. Bơ lại ngon. Buông tôi dơi. Buông tôi dơi. Bà đập bầm mấy canh chứ. Bà đập tiêu cái bông của tôi rồi. Sao? Sao? Bà này ổng. Tôi đập to. Buông tôi ra. Bà làm gì vậy? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Trời ơi. Hả? Đập nãy giờ chỉ mới hai giọt, biết chừng nào mới đầy cái lu đây. Vậy thì đập. Đập chừng nào cái lu đầy nước mắt thì thôi. Có anh chàng tiều phu cưới một cô vợ trông rất đen đủi và xấu xí. Tuy nhiên, anh rất yêu thương vợ mình và cả hai sống hạnh phúc bên cạnh bìa rừng. Một ngày nọ như thường lệ, anh lên rừng đốn củi.
Quát quát. Ta có thù oán gì với người mà người phá rối, không cho ta hưởng miếng mồi ngon. Hãy đợi đấy, ta sẽ trả thù. Quát quát quát. Thank you.
lắm nè vợ ơi. Cô lại. Em đây mà. Em nào? Vợ. Vợ ai? Thì vợ mình chứ vợ ai. Cô là vợ tôi. Trời đất ơi. Mình sao vậy? Vợ ơi, vợ. Em đây nè. Thôi cô đừng có gạt tôi, đừng gạt tôi. Vợ tôi tuy không trắng trẻo đẹp đẽ như cô, nhưng tôi chỉ yêu một mình vợ tôi thôi. Vợ ơi. Mình. Vợ. Vợ ơi. Mình bình tĩnh nghe em giải thích đã. Vợ ơi. Bộ mình nghe tiếng nói của em, mình không nhận ra em sao? Có đúng là vợ không? Nè ngồi xuống nghe em giải thích đã. Em xin lỗi mình trước nha. Lúc lấy áo đi tắm, em thấy trên vách có treo một cái túi màu đỏ. Cái túi màu đỏ? Dạ. Gì vậy mình? Để em nói mình nghe. Lúc nãy em có lén mình mở ra xem, thấy nước trong lọ thơm quá, em nghĩ là mình mua về tặng em, nên em đem pha vào nước để tắm cho thơm. Ai dè. Tôi hiểu rồi, lọ nước thần, chính là lọ nước thần. Vợ tôi đẹp quá. Nè nè con mình. Mình ơi, lọ nước thần. Từ đó, mỗi lần lên rừng đốn củi, anh Tiều Phu đều mang theo bức tranh vẽ chân dung người vợ xinh đẹp của mình. Bức tranh được anh thuê thợ vẽ, tốn rất nhiều tiền. Nhưng đổi lại, anh cảm thấy rất hạnh phúc vì lúc nào anh cũng được gần gũi với vợ. Ha 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 ha
Tâu bệ hạ, thần vừa nhặt được một bức tranh, không biết ai đem treo ở trước cổng hoàng cung. Cái gì? Để ta xem. Tuyệt mỹ. Trong tam cung lục viện của ta đã có nhiều người đẹp, nhưng chưa có ai đẹp bằng người trong tranh này. Tướng mạo xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Hẳn là trời đã mách cho ta rồi. Nào, ngươi hãy tìm cho được người trong tranh và mang về đây cho ta. À, xin tuân lệnh. Lập tức vua ra lệnh cho quan đại thần dẫn 100 thị vệ đi tìm cho được người đàn bà trong tranh đem về. Quan đại thần cho người đi lùng sục khắp hàng cùng ngõ hẻm. Họ lại bày ra trò mở hội ở các vùng họ đến để cho mọi người tập hợp lại xem. Thôi, nghe đây, nghe đây, bà con hãy nghe đây. Trên đường đi thăm dân, đoàn quan quân chúng tôi có tình cờ nhặt được bức tranh này. Vậy ở đây ai là chủ bức tranh hãy đến nhận lại. Chúng tôi xin nhắc lại, trên đường đi thăm dân, đoàn quan quân chúng tôi có tình cờ nhặt được bức tranh này. Vậy ở đây có ai là chủ bức tranh, xin hãy đến nhận lại. Tôi là chủ bức tranh này. Quan đã. Trước khi nhận lại nó, ngươi hãy nói cho ta biết người trong bức tranh là ai. Dạ, đó là vợ tôi. Cô ấy đang ở đâu? Dạ, đang ở nhà tôi. Tranh này có vẻ đúng như chân dung cô ấy không? Dạ, ở ngoài cô ấy còn đẹp hơn trong tranh nữa. Thôi được rồi, ngươi nhận lại đi. Dạ, đa tạ quan, đa tạ quan. Anh tìm được rồi nè. Vợ anh đẹp quá. Mình cho em coi với. Em coi đi. Đúng rồi mình ơi. Thương mình quá nè. Mời cô nương theo tôi về triều. Ha 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 ha
Sau khi bị bắt vào cung, cô vợ không cười, không nói, áo đẹp không mặc. Vua bèn ra lệnh cho trong dân chúng, hễ ai có cách gì làm cho nàng cười nói được thì sẽ ban thưởng cho quan cao lộc hậu. Nghe tin này, có nhiều người từ những vua hề nổi tiếng đến những ông trạng cười đua nhau đến kinh đô, dùng tài của mình làm cho người đàn bà phải buộc miệng nói cười để mong ân thưởng. Dừng lại! Dẹp! Đi! Dọc bằng đòn gánh cổ bằng Bệ hạ! Bệ hạ ơi! Nhanh lên! Bệ hạ có nghe thấy gì không? Dọc bằng đòn gánh cổ bằng bình dôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Bệ hạ hãy cho gọi người bán hành lên đây cho tôi, nhanh lên, nhanh lên. Linh, nàng đã mở miệng cười nói được rồi. Linh, hãy mau gọi gã bán hành vào đây cho ta, nhanh lên, nhanh lên. Hay quá, không ngờ bao nhiêu trạng cười đều chịu thua, vậy mà chỉ cần giọng rau của một gã bán hành đã làm cho nàng phải bật cười. Ngồi xuống. Chắc là tại những công hành kỳ lạ này thôi. Cởi đồ ra ngay. Nhanh lên, ta biểu nhanh lên. Được, được. Chính ta sẽ làm cho nàng cười. Dọc bằng đòn gánh cú bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Dọc bằng đòn gánh cú bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Dọc bằng đòn gánh cú bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Ai mua hành tôi thì thương tôi với, thì thương tôi với, với, với. Lính đâu? Hãy tống cổ tên bán hành này ra khỏi đây cho ta. Dạ. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Hả? Đi, không, đi, không được bắt ta. Ta là vua, ta là vua mà. Không được bắt ta. Thả ta ra. Ta là vua mà.